Wow, bà con cháu đang làm gì vậy? Wow, làm cái bếp hả? Cái bếp đẹp dữ hả? Đâu, nay bà con cháu bán đồ hả? Bán cái gì vậy? Wow, bán kem, bán bánh luôn hả? Đâu, cái này cái gì đây? Wow, bây giờ là chuẩn bị đồ bán hả? Rồi, bây giờ bà con cháu sẽ cắt đồ bán nha các bạn. Đây là cái gì vậy? Trái cây. À, trái cây. Cái này là trái nho nha. Rồi, trái đó là trái gì? À, trái chanh hả? À, đúng rồi, trái chanh này các bạn ơi. Wow, xin chào bà chủ nha. Bà chủ ơi, hôm nay bà chủ bán cái gì ạ? À, wow, kem quá trời luôn. Bà chủ ơi, bán cho một kem đi, kem dâu đi. À, đúng rồi. À, kem dâu, dâu cây đi. Wow, rồi ngon quá. À, bao nhiêu tiền nha bà chủ? 20.000 hả? Rồi, để lấy tiền trả nha. Ơi, tiền này bà chủ ơi. Rồi, bye bye bà chủ nha. Đi về đi. Wow, các bạn ơi, nay bà Măng Châu bán quá trời đồ luôn nè. Đây là cái kệ kem hả bà Măng Châu? Rồi, còn đây là cái gì? Wow, quy một cái. Wow, quá trời đồ ăn luôn các bạn ơi. Bán nước nữa hả? Rồi, bên đây là cái gì? À, nhà bếp hả? Đồ nhà bếp mới đẹp quá à. À, có đồ đun nước nữa hả? Hello bà chủ. Wow. À, bà chủ ơi, hôm nay búp bê ở nhà thèm nước trái cây quá à. Cho ly nước cam nha. À, rồi. Đây, cho này nước cam, nhà quậy nước cam uống nha. Ơi, tiền là bà chủ ơi. Rồi, bye bye bà chủ, đi về nha. Wow, bà chủ đói bụng rồi hả? Rồi, bây giờ bà chủ sẽ làm gì đây ta? Trứng chiên hả? Rồi, bà chủ chiên trứng nè. Chiên trứng một hồi ăn chung với cơm hả? Rồi, chín chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ nấu món gì tiếp đây? Rồi, bây giờ bà chủ sẽ nướng xúc xích nha. À, xúc xích nấu hay là nướng? Nấu luôn hả? Nấu xúc xích luôn hả? Đấy, các bạn ơi, cái bếp này nó hay quá, nó quá trời đồ chơi luôn nè. Đây, chúng ta có củ cà rốt nha, bắp, ớt, chanh nữa, quả con cá luôn nè. Rồi, chín rồi hả? Rồi, dọn ra ăn thôi. Đây, các bạn ơi, bà chủ Măng Châu đói bụng rồi nha. Bây giờ sẽ dọn đồ ăn ra ăn. Và sáng sớm là ăn trứng với bánh với xúc xích luôn nha. Quá trời chất dinh dưỡng luôn các bạn ơi. À, ăn làm thêm trái cây nữa hả? À, làm trái cây trắng miệng luôn. Rồi, ăn gì ta? Ăn cam hả? Rồi với ăn chuối, với ăn nho và dưa hấu luôn. À, đảo các bạn ơi, chắc ngon lắm đây. Ngon quá à. Đó rồi hả, giờ đi rửa hả? Đây nè bà chủ rửa ngoài sau này nghe. Nè, ngoài sau mình có cái vòi nước nè các bạn ơi. Cái vòi nước này có thể xịt nước ra được luôn á. Rồi, bây giờ bà chủ sẽ đi rửa cái nồi trước nha. Rồi, dẹp đồ lên, xong rồi mình sẽ đi rửa cái nồi, rửa dĩa luôn. Rồi, bây giờ bà chủ sẽ xịt nước rửa nha các bạn. Đây là cái này là có nước luôn, nó quả nước nó xịt ra rồi kìa, hay ghê chưa? Rồi rửa xong rồi cái mình úp lên cho nó khô nha, úp lên kệ đi cho nó khô. Rồi rửa cái dĩa luôn. Rồi úp lên khô luôn. Rồi bây giờ bà chủ sẽ đi lau nhà nha các bạn, đi dọn quán để chuẩn bị bán buổi chiều nha. Đây bà chủ có gì, bộ đồ chơi gì đây? Đây là bộ đồ chơi dụng cụ lau nhà này các bạn ơi, hay lắm á. À, bà chủ ơi bà chủ, bán cho ly cà phê đi. Ủa đây không có bán cà phê hả? Trời ơi thèm cà phê quá mà đây không có bán cà phê. Thôi bán cho một ly sữa đi nghe. Rồi bán cho ly sữa đi, cho búp bê uống sữa đi nha. Có chưa bà chủ? Wow, đi uống miếng sữa đi. Ngon quá. Bà chủ ơi cho một ly kem đi. Kem ly á nha. Kem ly cầu vồng đi, nhiều màu á. Rồi kem đó kem đậu xanh. Rồi nhiêu ly vậy? 10.000 ly kem đó. Rồi lấy ly kem đó đi, lấy ly kem đậu xanh đó nha. Ăn luôn ngon quá. Rồi nhiêu tiền nha bà chủ? 10.000 hả? Đây tiền này bà chủ ơi. Rồi bye bye bà chủ, đi về nha. Bà chủ, trời tối rồi bà chủ đi ngủ hả? Rồi các bạn ơi, bây giờ bà chủ sẽ dọn quán nha, dọn quán là đi ngủ rồi các bạn ơi. Rồi bà chủ bây giờ sẽ dọn quán vô nha, rồi đi ngủ. Vậy mấy bye bà chủ nha, hẹn ngày mai lại mua đồ bà chủ tiếp nha.